Xin chào tất cả các bạn, hôm nay sắp quay clip giới thiệu với các bạn về một bộ sản phẩm mặt nạ thuốc bắc nội địa Trung. Mặt nạ này được rất là nhiều chị em ưa chuộng về bởi vì cái tác dụng là trị nám trắng da, trị mụn của nó nhé. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn thấy về cái sản phẩm, chất lượng sản phẩm bên nhà mình như thế nào. Bữa trước mình đã làm clip giúp các bạn phân biệt hàng thật hàng nhái đối với cái sản phẩm này rồi. Bây giờ các bạn sẽ xem cái sản phẩm bên nhà mình như thế nào nhé. Mặt nạ thuốc bắc này thì được bào chế từ hơn 50 loại thảo dược rất là quý hiếm, trong đó là có cây ích mẫu này, kim ngân hoa này, hạnh nhân này, hoa đào, hạt bí đao, hoàng kỳ, ngân hạnh rất là nhiều. Và nó có tác dụng là cân bằng chất nhờn, cân bằng độ ẩm cho da, giúp tuần hoàn máu, ức chế sắc tố và cải thiện nếp nhăn và khôi phục những tế bào bị tổn thương khi mà da của các bạn bị tổn thương do chăm sóc không đúng cách hay là do xài mỹ phẩm trôi nổi. Một hộp, một bộ sản phẩm như thế này này sẽ gồm có 3 vỉ này. Mỗi một vỉ là gồm có 12 ống 12 gói. Về chất lượng sản phẩm, các bạn nhìn vào mắt các bạn sẽ thấy chất lượng sản phẩm bên nhà mình thế nào rồi. Khi các bạn nhận hàng, các bạn được xem hàng, kiểm hàng trước khi nhận thoải mái nhé. Mình không có giấu bất kỳ vấn đề gì, các bạn nhìn là các bạn biết hàng chuẩn hay không. Cái lọ nước rất là trong, màu đậm, nước trong, không hề có cặn, mà lắc không có sủi bọt lên nhiều như cái hàng nhái. Bữa trước mình đã nói rồi, cái gói này, cái màu của nó cũng rất là đậm. Nhìn cái bộ thật, nhìn nó sẽ khôn hơn ngay. Nhìn bằng mắt thường mình thấy nó khôn hơn, nó nét hơn chứ nó không có dại dại như cái bộ hàng nhái nhá. Khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ lấy một ống này với một gói này, các bạn trộn vào với nhau. Đây, mình trộn rồi đây. Các bạn trộn vào với nhau hòa đều lên như thế này. Cái ống này thì các bạn bẻ bằng tay này, không thì các bạn lấy cái này, các bạn cứa ở cái đầu này, cứa ở cái nút màu xanh này là nó sẽ ra nhé. Rất là đơn giản, xong các bạn trộn vào nhau như thế này, thành một cái hỗn hợp sần sệt như thế này. Đó, xong các bạn quét đều lên trên mặt. Trước khi đắp mặt nạ thì các bạn chú ý là rửa mặt sạch sẽ, rửa mặt bằng nước ấm thật sạch sẽ. Đối với những bạn mà bị nám, bị mụn thì tốt nhất là các bạn cứ khoảng 5 đến 7 ngày là các bạn xông mặt một lần. Xông mặt thì đơn giản lắm, các bạn lấy các cái loại lá thơm, các bạn nấu một nồi nước lên, thả lá thơm vào rồi chùm cái mền lên đầu, cái là các bạn xông thôi. Rất là đơn giản. Hoặc là các bạn đi ra ngoài quán gội đầu, người ta cũng xông mặt cho các bạn. Đó, sau đó là các bạn đắp cái mặt nạ này vào. Các bạn nên đắp vào buổi tối chứ không nên đắp vào buổi trưa hay buổi sáng đâu. Bởi vì buổi tối đắp mặt nạ nó sẽ hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn, và lúc đó là mình không đi làm nữa, bụi bặm không bám vào mặt nữa, mà mình cũng không phải suy nghĩ, mình thư giãn hoàn toàn, thì nó sẽ, mặt nạ nó sẽ có tác dụng tốt hơn là khi chúng ta đắp ban ngày nhé. Các bạn sẽ quét đều lên mặt. Đó, quét đều lên mặt, sau đó là các bạn massage cho đều, massage cho đều mặt. Một tí sau là đã thấy nó khô và nó hơi căng căng cái mặt. Cái đó là rất là bình thường, hơi căng căng cái mặt một tí vì nó hết nước rồi. Thì lúc đó các bạn lấy thêm một ít nước ấm, các bạn rẩy lên trên mặt của mình cho ẩm lại. Đó, sau đó là một vài phút sau các bạn lại rẩy tiếp một lần nữa, sau đó các bạn massage lại một lần cuối cùng. Massage đều trên da mặt lại một lần cuối cùng để giúp da mặt của chúng ta sạch sẽ này. Nó có tác dụng là thấm lấy hết bụi bẩn ở dưới lỗ chân lông của chúng ta này. Đó, sau đó là các bạn đi rửa mặt lại bằng nước ấm, rồi các bạn thoa kem dưỡng. Đối với những người mà không bị mụn, không bị nám, mà các bạn chỉ muốn xài để duy trì cái độ ẩm cho da và để tẩy những cái tế bào chết cho da, thì các bạn có thể cách một ngày các bạn đắp mặt nạ một lần cũng được, không cần xài liên tục nhé. Cách một ngày hoặc hai ngày các bạn mới đắp một lần cũng được. Còn đối với những bạn mà trị nám, trị mụn thì các bạn ngày nào các bạn cũng đắp, cứ mỗi một buổi tối là các bạn đắp một lần. Một hộp như thế này là các bạn đắp được 30 ngày này, được một tháng này. Ba vỉ này là các bạn đắp được 36 ngày, 36 lần đó. Mỗi một lần là một ống một gói. Sau đó là các bạn dưỡng kem. Thì các bạn mà muốn trị mụn, trị nám thì các bạn kết hợp với lại kem hoàng cung này. Kem hoàng cung, những bạn trị mụn nhé, đặc biệt những bạn trị mụn, các bạn chỉ xài kem ngày kem đêm thôi. Kem ngày kem đêm hồng hoặc là kem ngày kem đêm xanh, chứ cái bộ cam không trị mụn đâu nhé. Mình có bán 3 loại nhưng bộ cam không trị mụn đâu. Kem ngày kem đêm bộ hồng hoặc kem ngày kem đêm bộ xanh. Các bạn đắp mặt nạ xong là buổi tối các bạn dưỡng kem đêm. Trước khi đắp mặt nạ thì các bạn rửa mặt bằng sữa rửa mặt của hoàng cung luôn, sau đó là các bạn đắp mặt nạ, sau đó là các bạn xài kem đêm. Buổi sáng vậy thì các bạn rửa mặt, xong đó là các bạn xài kem ngày như bình thường thôi.
các bạn bị mụn thì các bạn không xài chống nắng nhé, không xài chống nắng, không xài serum nha. Còn những bạn mà da rẻ bình thường thì các bạn xài nguyên bộ cho mình. Các bạn có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ số Zalo bên shop mình này, 0359447339. Bên shop mình túc trực Zalo để trả lời cho các bạn nhanh nhất. Các bạn nhắn tin Facebook nhiều khi mình trả lời không kịp vì Facebook hay bị ẩn. Các bạn nên nhắn tin Zalo cho mình nhé, nhắn tin gọi điện trực tiếp hoặc Zalo cho mình. Bên shop mình sẽ check inbox cho các bạn và chốt đơn cho các bạn nhé. Mình phân phối sỉ lẻ sản phẩm Hoàng Cung và sản phẩm Nại Thuốc Bắc này sỉ lẻ trên toàn quốc cho tất cả các đại lý bán buôn bán lẻ và các spa trên toàn quốc nhé. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo giúp mình. Các bạn được kiểm hàng trước khi nhận, mình cam kết hàng chính hãng cho các bạn. Các bạn được kiểm hàng trước khi nhận nhé, yên tâm ở khoản đó. Chào tất cả các bạn nhé.